Ngày 1 tháng 11 năm 2021, tiểu ban điều trị của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết từ 17h30 ngày 31 tháng 10 đến 17h30 ngày 1 tháng 11, cả nước ghi nhận 52 ca COVID-19 tử vong, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 tử vong tại Việt Nam kể từ đầu dịch lên 22.135 ca. 52 ca tử vong được ghi nhận tại 11 tỉnh thành phố gồm: tại thành phố Hồ Chí Minh 25 ca, tại Bình Dương 11 ca, tại Hòa Bình 4 ca, tại Bạc Liêu 3 ca, tại Đồng Nai 2 ca, tại Cần Thơ 2 ca, tại Cà Mau 1 ca, tại Đồng Tháp 1 ca, tại Ninh Thuận 1 ca, tại Sóc Trăng 1 ca, tại Tây Ninh 1 ca. Trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 57 ca một ngày. Như vậy, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 22.135 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong, Việt Nam xếp thứ 34 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong, Việt Nam xếp thứ 10 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.